Xin kính chào quý vị và các bạn. Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Dự báo trong ngày thứ hai đầu tuần, toàn miền Đông Nam Bộ sẽ là nơi nhiệt độ cao nhất. Như tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác, nhiệt độ cao 35 cho tới 37 độ. Còn với khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ thấp hơn ở mức 33 đến 34 độ. Với Cần Thơ sẽ không nắng nóng trong thứ hai và hai ngày sau. Tuy nhiên, nhiệt độ cũng ở mức cao 33 đến 34 độ. Về đêm và sáng thời tiết dịu mát dễ chịu, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ. Tranh thủ sáng sớm thời tiết đẹp cũng là lúc quý vị có thể ghé thăm chợ nổi Cái Răng, một trải nghiệm vô cùng thú vị không nên bỏ lỡ. Chợ họp vào khoảng thời gian sáng sớm đến 8 giờ. Bạn sẽ được ngồi trên ghe thuyền thưởng thức ẩm thực miền Tây và mua các loại trái cây đặc sản mang về làm quà. Với miền Trung, thời tiết thứ hai chia làm hai nửa khác nhau. Tại nửa phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Huế trời nhiều mây với mức nhiệt 24 đến 25 độ. Riêng thành phố Huế trời nắng nên nhiệt độ cao hơn ở mức 28 độ. Phía Nam miền Trung, từ Đà Nẵng đến Phan Thiết trời nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao hơn 29 đến 30 độ. Thành phố biển Nha Trang hoàn toàn tạnh ráo, có nắng trong ngày thứ hai và hai ngày sau đó. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 30 đến 31 độ. Quý vị có thể thoải mái khám phá những hòn đảo xinh đẹp nơi đây như đảo Bình Ba, Bình Hưng hay Hòn Tằm. Tối và đêm nhiệt độ giảm nhanh còn 23 độ. Điểm du lịch ở phía Bắc miền Trung như tại Thanh Hóa thì thời tiết ở đây lại trái ngược. Cả thứ hai và hai ngày sau trời đều nhiều mây và âm u. Đêm và sáng sớm thì có mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo đó là sương mù. Trời còn rét nhẹ với mức nhiệt vào khoảng 20 độ khi về đêm và sáng sớm. Cuối bản tin sẽ là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.